cam Dạ cái kem cái đó, và nếu mà chúng ta cứ làm vậy đó thì nó sẽ rất tốt cho trong việc chúng ta cứ giảm gọi là giảm một cái nếp sống hoàn toàn của ở quê vào cái cuộc sống của đô thị mà chúng ta không có cái sự điều chỉnh thì rất là khập khiễng. Đúng không? Mà kể cả người đô thị mà đến người đô thị mà bây giờ lấy hoàn toàn nếp sống của đô thị về để sống ở làng quê thì cũng là khập khiễng. Cho nên mọi tất cả mọi người thì chúng ta phải có cái sự điều chỉnh để khi ra cái điều kiện đồng. Còn nó không tiện là thế, bởi vì là cái phòng chung cư thì nó có các cái tầng chung với nhau và có hành lang với nhau, nếu chúng ta cứ quạt mặt nhau này, cha mẹ quạt mặt con cái quạt mặt lại cha mẹ, rồi mở tivi thật lớn, rồi hát karaoke, tất cả mọi thứ thì đúng là nhà mình thì mình hát thật, nhưng mà nhà mình mà không đóng cửa thì cái tiếng hát của mình cũng không được hay lắm, hoặc kể cả hay nhưng mà tâm trạng người ở bên kia người ta không người ta không thoải mái. không thoải mái thế thế. Tất nhiên nếu mà anh đóng cửa thật kín mà có phòng cách âm như chúng ta đang ngồi ở đây mà không phát lên đến tần số thì chúng ta có thể là nói thoải mái, chúng ta có thể nói chuyện rất là thoải mái với nhau, có thể thế, nhưng bởi vì là rõ ràng cái sự thoải mái của chúng ta làm ảnh hưởng đến người khác thì đoạn điều đó hoàn toàn là nên theo tôi nghĩ là thế. Vậy qua những lời chia sẻ của nhà văn thì nhà văn theo cái quan điểm và suy nghĩ của nhà văn thôi, những cái được gì những người dân mà ở những cái khu chung cư được gì và cảm thấy là bất lợi những gì khi mà ở chung cư? Tôi nghĩ như thế này, được thì như hồi nãy chúng ta đã nói rồi, được thì có thể là được rất thuận thuận tiện thuận lợi, ví dụ là chúng ta thường thường chung cư thì cũng rất lạ là chung cư chúng ta nội đô rất nhiều và chúng ta thì nơi làm việc rồi từ nơi làm việc đi về nó gần và taxi một cái là có thể đến cầu thang rồi, rồi thì chung cư rất nhiều thì chung cư là có các cái siêu thị nhỏ và tất cả mọi thứ được như thế, và được có thể là chúng ta không phải xây, chúng ta chỉ mua và chúng ta để đỡ sẵn phải như thế, đó là cái được. Nhưng một cái là cũng không không hẳn là mất, không hẳn là mất, nhưng mà nó sẽ không quen với nhiều người thôi, không quen nhiều người bởi vì về cơ bản 80% người Việt Nam chúng ta là làm nông nghiệp. Sau này thì thực sự cái chung cư nó trước đây là các khu nhà tập thể đấy, còn cái chung cư mà để ở chung cư đích thực như bây giờ thì nó cũng chắc khoảng không phải 20 năm, Đúng á. không phải 20 năm đâu, khoảng đó tôi nghĩ thế đấy. Cho nên chính vì vậy mà cái nếp sống của những người ở chung cư nó sẽ chắc chắn là sẽ chưa quen, sẽ chưa quen, và mặc dù là họ trẻ nhưng họ vẫn cảm thấy gò bó hơn là ở những cái vườn nhà ở quê, như vườn nhà ở nông trại họ có thể chạy ra họ đào bỏ